hai vé hả? Hơn hai vé. 220.000 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hôm nay giúp cho chị về sớm bữa nha. Em chào chị nha. Dạ, ngồi ghế đi chị. Hổng ngày cuộc sống của mình sao rồi? Cũng ổn, cũng được. Được hả? Hổng ngày người ta gửi tiền tôi cho mình nhiều tiền không? Không, cũng gì cũng có bà chị và nước ngoài xong rồi á. Dạ. Rồi chị chưa nhận được tiền hả? Ừ, chưa. Hôm nay chị bán bao nhiêu tờ giấy số vậy? 220 ghế mà còn nhiêu. Còn đây cũng nhiều hả chị hả? Cũng 20 hả? 20 vé. 20 vé à? 20 cái mấy vé à? Đâu đếm mà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bé này ở nhà. Hôm nay chị bán được bao nhiêu vé? Cũng 100, 200, 200 mấy. 200 mấy chục vé. Sáng giờ còn chị đi bán mấy giờ? 7-8 giờ. Tại vì trong bé nó ăn uống rồi mới đi bán. Mấy hôm nay cái gương mặt của mình có trời trở lạnh lại, chị có nhức không? Không, bình thường. Bình thường hả chị ha? Sáng nay mẹ con ăn cơm gì vậy? Sáng thì cũng ăn cháo. Cháo? Ừ, cháo rồi. Hồi nãy chị đi bán ở đâu? Bên đội Long Khánh bên. Bên đội Long Khánh. Mới đi qua rồi nhớ cháo nó mua số xong nó quẹo ở đây luôn. Dạ. Đây em giúp này, chúc em mua hết đây. 22 vé hả? 22 vé. 220.000 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hôm nay giúp cho chị về sớm bữa nha. Cảm ơn. Hả? Dì cảm ơn. Có thiếu chịu không? À. Dạ cười. Hả? Dạ cười chị. Cũng được. Hả? Cũng được là sao? Được hay không? Được. Hôm nay có chuyện gì vui không? Kể cho em và mọi người nghe với. Dạ. Sao? Bình thường. Bình thường hả? Hôm nay mưa thì bé nó có sợ dữ không? Bé nó cũng hơi ấy. Dạ. cũng sợ mà bán thì gỡ bên anh em ruột thứ Út. Gỡ em ruột thứ Út ha. Ừ, chiều bán xong mới về, mới dước mới về. Chị nhìn thấy em gõ không chị quen? Đúng. Đôi mắt của chị á. Thôi thôi, hiện nay thì chị còn uống thuốc không? Cũng cho thuốc này kia đó, cũng có uống. Có một bà chị ở Châu Đốc á, cũng cho hai bịch thuốc gì nè. Mà thuốc sáng mắt vậy đó, mà cho hai bịch mà uống rồi, ngày nào cũng viên gì đó. Dạ. Cũng có uống. Hôm ngày mưa thì chị có lấy ít lại không hay là vẫn lấy đi ra vậy? Cũng dặn lấy vậy, lấy gì bán. Hôm nay chị bán được 220 ghế là 220 ngàn. Ủa? Tại vì này là số lợi, số đẹp của nó. Số đẹp người thầu bớt tiền ra hả? Cũng như là số đẹp đó là nó khác hơn, còn số xấu là nó sẽ khác hơn. Có nghĩa là cái này là có 800 đồng, nếu mà 200 ghế thì là có 100 mấy. Là mình lấy tiền mặt. Tiền mặt thì cũng là ngàn gì đó không biết nữa, cũng dành đó, tại vì nó thiếu mà. Còn bán số kim á là 1.000, còn này là 800. 220 được 200.000, còn cái kia thì nó là 100 vé, 100.000. Trừ chi phí ra thì chị còn được bao nhiêu tiền? Còn cũng 100. 100 hả? Ừ. Ăn uống luôn ngày hai mẹ con là còn lại được 100. Hôm mai mốt có chuẩn bị được bão tới nữa, lại lấy ít thôi. Lấy khoảng vừa sức mình thôi. Ừ, cũng lấy ít.
Ê, hôm nay em đến đây em có dịp lên đây với lên Hồng Ngự này. Nói chung là sau khi em đăng clip của chị lên có rất là nhiều người quan tâm ủng hộ cho chị. Em thay mặt cho anh Long Nguyễn ở Việt Kiều Úc gửi cho chị 3.500.000 đồng nha. Anh này là anh Long Nguyễn gửi cho chị, gửi ra cho em nhưng mà em ít có dịp lên đây. 2.3 triệu nè, 3 triệu, chị điếm lại giùm em. Long Nguyễn. Ừ, anh Long Nguyễn ở Việt Kiều. Cảm ơn anh Long Nguyễn đã tài trợ cho quay. Xin cảm ơn. Chị điếm lại có đủ không? Có chừng thiếu đó, điếm cho mọi người thấy, điếm lên trên cho mọi người thấy đó. Điếm rồi. 3.5 triệu. À, Bùi Hồ thay mặt chị quen lần nữa xin cảm ơn anh Long Nguyễn rất là nhiều đã ủng hộ cho chị quen có số tiền này. Thì số tiền này đối với chị quen là một cái số tiền rất là lớn để cho chị quen trong cái thời gian sắp tới mà chị có thể trang trải trong cuộc sống của mình cũng như là giúp cho bé đi học. À, tiếp theo là tiền giấy số của chị 22 tờ đúng không? Là 220.000. Nè em gửi cho chị nè. Cảm ơn. Khỏi thói em. Đúng rồi. Tôi quá đẹp rồi. Ở chiều nay mà lỡ trúng em cho chị lại một tờ nè. Lỡ một tờ trúng cái em chị mai mốt sống khỏe luôn. Rồi được chưa? Nghe nói thiếu buồn quá hả? Nghe nói thiếu buồn quá. Thì sao? Chị có muốn nói gì thì do đối với những mạnh thường quân mà đã san sẻ khó khăn với chị không? Những mạnh thường quân mà đã trực tiếp gửi tiền cho chị rồi đó. Cảm ơn mạnh thường quân và cảm ơn chú cô bác ở gần xa đã giúp đỡ cho quen, mà ông Bùi Hồ đã giúp đỡ chị trong cái tiền mà đi trang trải trong cuộc sống. Dạ. Rất là cảm ơn quen, rất là cảm ơn tất cả mọi người. À, thôi hôm nay thì gặp đây buổi chiều này cũng không có mưa mà số chị cũng bán gần hết nên em phụ một tí xíu. Nói chung là hôm nay gặp chị sức khỏe cũng nụ cười rất là tươi. Mà em thì chỉ muốn chọc cho chị cười thôi, để cho nó ta nói nụ cười 10 thăng thuốc bổ mà. Thôi một lần nữa thì em chúc chị có một cái sức khỏe tốt. Chúc chị luôn giữ vững sức khỏe để mà còn là một điểm tựa cho con gái của chị ha. Rồi xin cảm một lần nữa xin cảm ơn anh Long Nguyễn cũng như tất cả mạnh thường quân đã ủng hộ và chia sẻ những khó khăn này cho chị quen. Xin chào và hẹn gặp lại.